tay 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 rau 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 quỳnh phương đi ra quay quay đây 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 quay qua đây nữa quay quay ba chục năm em lên sân đi em ơi có bao nhiêu thì anh đi ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhờ lên máy nha, quay phim nha kìa, chậm. Wow, chào quan khách nè, quan khách bên đây Hilton Desert. Hilton Desert. Rồi, tới người nè. Chị đi đâu rồi người đẹp hả? Connecticut. Connecticut. Người đẹp Connecticut. Tôi lên. Áo nàng vàng anh vì yêu hoa cúc. Mấy người đến chợ. Em lại đi lại. Rồi, tới người đẹp hàng các ông đến từ Los Angeles. Quay một tour nữa em. Wow. Tuyệt vời. Rồi, xin giới thiệu một nữ sinh mới ra trường. Đang có chuẩn bị đi thi. Người đẹp California. Anh nào muốn tôi để cái này chỗ này cho ông đang làm. Ôi, dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Rose Island. Wow. California. Đỉnh lắm quá. Con. Hello mấy người đẹp, quy tụ từ bốn phương về Miami. Hello, nghe chưa? Bây giờ kính những người đẹp giới thiệu tôi từ đâu đến rồi, tiểu bang nào nhé. Sau khi hành lý tôi này, bỏ ra ngoài rồi. Phải đến từ Kentucky không? 7 giờ tới 11 giờ để cho người ta. Ồ, giới thiệu. Giới thiệu Kentucky. Sáng mai ăn sáng rồi về chiều khó về sớm. 8 giờ sẽ lên cái phòng mà cái rạp mát theater mà lúc mà mình cho Imarin nó đóng dấu đó. Mình lên đó nhưng mà phải mang theo hành lý cá nhân tại mình không có trở vô được nữa. Tức là mình phải đi ra. Lúc đó người ta cho theo từng nhóm thì tôi chia làm hai nhóm. Một nhóm đầu tiên 8:30 khoảng chở xe bus chở được 170 người. Có một cái xe lớn 56 người ưu tiên dành ra phi trường. Cho nên những ai cần ra phi trường thì leo lên mà nhớ nhìn cái bảng người ta để là Phú Yên thì giống như 1, 2, 3, 4 gì đó. Thì nhìn cái bảng lần trước để mà leo lên cho nó đúng. Thì cái xe bus lớn sẽ chở ra phi trường. Chuyến đầu tiên sẽ đi khoảng 170 người. Chuyến sau 9 giờ chúng ta ra. À còn cái hành lý mà gửi mà người ta đem tới là nó đông lắm, phải nhìn cái group. Nhìn cái hành lý nó nằm ở cái nhóm số 3. Hành lý mình gửi ra số 3 thì lại mình coi cái vali nào là mình xách. Phải coi cho kỹ tên tuổi đừng có làm lộn, mình xách ba cái đồ tầm 7 của đàn bà về sai không được. Cái đó là kẹt lắm đó nha. Mà tôi mà xách đồ của ông nào về là cũng kẹt nữa. Mình phải nhìn cho kỹ, ok. Nhìn cho kỹ vali nào của mình thì mình lấy. Rồi bước ra thì thấy xe là đi. Tối nay bỏ ra 7:30 đến 11 giờ. Tất cả giấy tờ trước 11 giờ đêm. Tất cả giấy tờ hành lý bỏ ra ngoài. Phải mang theo passport hoặc là green card, đừng có bỏ trong hành lý nha. Có không xe chuyến đầu 170 người sẽ ra khoảng 8:30, một chiếc xe bự 56 người đi thẳng ra phi trường. Còn bao nhiêu không đi ra phi trường ta trở về khách sạn. Mà phải nhìn cái sai đó đằng trước á, Phú Yên Reunion. Thì mình biết đó là xe bus của mình, có thể tôi không được ra sớm, mấy người phải ra sớm. Nhưng mà giấy tờ nhớ cẩn thận.